Hello anh em nhé, đây là cái bộ khung xe WPL D12 đã nâng cấp thành xe drift. Thì có một số anh em gặp khó khăn trong cái việc là điều chỉnh cái hai cái bánh trước này. Một là điều chỉnh góc nghiêng, hai là điều chỉnh hướng của bánh xe. Đó, hướng ra ngoài hay là hướng vào trong. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để điều chỉnh nhé. Thực ra nó rất đơn giản, đây là cái cầu trước này, nó sử dụng hệ thống treo là càng chữ A này. Đấy, hai cái này là càng chữ A này. Và khi mà anh em muốn điều chỉnh cái góc nghiêng hay là hướng của bánh xe này, hai cái bánh trước này, thì anh em chỉ cần điều chỉnh hai cái linh này thôi. Đây là một này, đây là hai này. Hai cái thanh linh này, anh em chỉ cần điều chỉnh lại cái độ dài của nó thôi là cái hướng của bánh xe nó sẽ thay đổi theo ý của anh em nhé. Như anh em nhìn thấy là cái bánh sau này là mình đang để nó tiếp xúc toàn bộ với mặt đường, nó thẳng, tức là nó thẳng anh em nhé. Còn bánh trước này anh em sẽ nhìn thấy là nó hơi nghiêng, hơi trụ vào trong. Hơi nghiêng vào trong anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Khi nhìn so sánh giữa hai cái bánh xe, anh em sẽ thấy cái kia thì nó sẽ thẳng, còn cái này nó hơi nghiêng vào trong nhé. Đó. Và nếu mà bánh xe mà nó chéo ra ngoài như này, đúng không? Mà anh em muốn chỉnh nó thẳng lại, hay là chỉnh nó hướng vào bên trong này, tức là hướng của bánh xe nó hướng vào trong như thế này, thì anh em chỉ cần chỉnh cái linh này thôi. Đây. Đó. Thì anh em chú ý nhé, nếu chỉnh góc nghiêng thì chúng ta sẽ chỉnh cái chiều dài của cái linh này. Còn nếu mà chỉnh hướng của bánh xe thì anh em chỉnh cái linh này nhé. Đấy, chỉ có hai cái linh này thôi. Anh em chỉ cần tăng giảm độ dài của hai cái linh đấy là được. Và chú ý là sao là chỉnh cho hai bên nó đều phải cân anh em nhé. Đó. Thì ở đây nếu mà mình muốn cái xe, cái bánh xe này này nó thẳng như cái bánh xe đằng sau kia, thì mình sẽ nới cái chiều dài của cái linh này ra. Được chưa ạ? Khi nới chiều dài của cái linh này ra thì nó sẽ thẳng như cái bánh xe kia, hoặc thậm chí nó ngửa ra ngoài luôn, nghiêng ra ngoài luôn. Đó. Còn nếu mà anh em thấy rằng là nó đang hơi chéo ra bên hướng của bánh xe này, nó hơi chéo ra bên ngoài này, mình cần nó thẳng, hoặc là nó chếch vào bên trong này, trụm vào bên trong như này, thì anh em điều chỉnh lại cái chiều dài của cái linh này nhá. Chiều dài của cái linh ở bên dưới này này là nó có thể đúng ý của anh em được. Đó, thì chúng ta vừa chỉnh từng tí một, được không ạ? Khi chỉnh thì chúng ta nên để servo về vị trí ban đầu. Đó, là vị trí số 0, thẳng như này luôn, hai bánh xe phải cân, phải thẳng. Sau đó thì chúng ta mới chỉnh từng bên một, sau đó chỉnh bên này xong thì chỉnh bên kia. Được chưa ạ? Đó, thì đấy, cái việc điều chỉnh bánh xe rất là đơn giản. Tóm lại là chúng ta chỉ cần chỉnh hai cái linh này thôi. Còn cái càng chữ A này chúng ta không cần phải làm gì cả, nó không có cái gì để chỉnh cả, anh em nhé. Đó, thì chúc anh em thành công.